Bộ Công Thương sẽ tập trung điều hành bảo đảm cung ứng các nguyên vật liệu, đáp ứng nhu cầu hồi phục phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việt Nam rất coi trọng quan hệ giữa các quốc gia nói chung và đặc biệt quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam tại buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC mới đây. Tại buổi làm việc, ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC cho biết, trong bối cảnh Việt Nam thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19, USABC luôn hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng nối lại các hoạt động bình thường. Hiện nay, USABC cũng đang hỗ trợ Việt Nam trong công tác triển khai thực thi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Bộ Công Thương cũng thông tin tới hơn 40 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam các dự án về năng lượng, hạ tầng, một số ngành sản xuất chủ lực như thép, cơ khí, vật liệu xây dựng, ô tô mà Việt Nam tập trung thực hiện trong năm 2022 nhằm giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ có thêm thông tin để có chiến lược hợp tác đầu tư cùng phát triển.